Theo tin của Sở Cảnh sát Sacramento Bee cho biết, nạn cướp giật nhắm vào cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu tăng cao tại khu vực này khiến cảnh sát phải triệu tập một cuộc họp cộng đồng vào hôm thứ Tư 1 tháng 11. Theo ông Eddie McCulley, là phát công viên của Sở Cảnh sát Sacramento, tại địa hạt 5, khu vực Meadowview và Parkview, tỷ lệ trộm cắp, cướp xe, trộm vào nhà nhắm vào cộng đồng châu Á tăng 25% tính đến thời điểm hiện tại. Trong khi đó, địa hạt 4 tại khu vực Footbridge Manor và Pocket tăng 8%. Cũng theo ông, tại địa hạt 6, phía nam xa lộ 50 và phía đông đường Stockton, mức độ này giảm 40% sau khi tội phạm bạo lực tăng 25% từ năm 2015 đến năm 2016. Sở Cảnh sát cũng khuyến khích người dân nên giúp đỡ lẫn nhau và gọi 911 khi thấy có ai đó khả nghi. Trước đây, cộng đồng gốc châu Á than phiền rằng cảnh sát yểm trợ quá chậm. Ông Patrick Kennedy là một giám sát viên của Sacramento County, xác nhận với truyền thông rằng khu vực phía nam Sacramento thường có những vụ trộm cắp và xâm nhập gia cư nhắm vào cộng đồng châu Á. Ông cũng nói rằng một số vụ cướp nhắm vào các gia đình trồng cần sa trái phép.